Rồi xin chào mọi người. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách xóa cái mật khẩu màn hình khóa khi mà chúng ta cài được ứng dụng bên thứ ba từ bên ngoài vào các bạn nhé. Mình nhắc lại nhé, mình sẽ hướng dẫn mọi người cách xóa mật khẩu màn hình khóa cài từ ứng dụng bên thứ ba, chứ không phải là cái mật khẩu màn hình khóa mặc định ở trên máy nhé. Cái ứng dụng bên thứ ba là những cái app mà các bạn tải ở bên ngoài vào, tải APK các thứ, hoặc là các bạn tải trên cửa hàng Play đó, thì đó là cái app bên thứ ba. Và đây thì mình sẽ sử dụng một cái phương pháp là mình sẽ bật cái chế độ gọi là chế độ Safe Mode, hay còn gọi là chế độ an toàn ở trên Android. Thì khi mà chúng ta bật cái chế độ này lên á, nó sẽ vô hiệu hóa tất cả những cái ứng dụng các bạn cài bên thứ ba. Nó chỉ chạy những cái app mặc định ở trên máy thôi, app hệ thống thôi. Và các bạn thấy thì ở đây mình có cài cái mật khẩu dạng nối điểm như vậy. Đó, thì bây giờ mình sẽ vô hiệu hóa cái mật khẩu này nhé. Ở đây á, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hai cách để chúng ta có thể bật cái chế độ Safe Mode. Thì đối với cách đầu tiên á, thì các bạn sẽ làm như sau này. Chúng ta sẽ nhấn giữ vào cái nút nguồn. Rồi, khi nó hiện lên cái bảng như vậy á, thì chúng ta sẽ nhấn giữ vào cái phím tắt nguồn. Giữ vào. Và nó sẽ hiện ra cái chế độ là chế độ an toàn, chính là chế độ Safe Mode á, thì chúng ta sẽ nhấn vào đây. Bây giờ thì cái máy của chúng ta nó sẽ khởi động lại và nó sẽ chạy vào cái chế độ Safe Mode các bạn nhé. Thì bây giờ mình sẽ tạm thời mình để cái máy này qua một bên, tí nữa chúng ta sẽ dùng lại nó nha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách thứ hai để chúng ta bật chế độ Safe Mode, nếu mà máy bạn nào không làm được theo cách này nhé. Rồi, cách thứ hai thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta tắt nguồn máy đi. Tắt nguồn đi. Ok, sau đó chúng ta mở nguồn lại. Rồi, ngay sau khi mà nó hiện lên cái tên của máy á, thì các bạn nhấn giữ vào cái phím giảm âm lượng nhé. Nhấn ngay luôn. Và chúng ta sẽ giữ như vậy cho đến khi nào mà nó mở cái chế độ Safe Mode lên. Ở cái máy bên phải của mình đã bật chế độ Safe Mode thành công này. Đây mình sẽ cho các bạn xem. Đó, chế độ an toàn đấy là chế độ Safe Mode các bạn nhé. Đây, các bạn lưu ý nhé, chúng ta vẫn phải giữ cái phím giảm âm lượng cho đến khi mà nó vào được chế độ Safe Mode thành công nhé. Ok, thì cái máy bên tay trái của mình cũng đã vào được chế độ Safe Mode này. Đây, mình sẽ vào cho các bạn xem. Đó, thấy không? Đó, ok, chúng ta sẽ cùng quay lại với cái máy này nhé. Thì như mình nói ở đầu video á, cái chế độ này thì nó sẽ vô hiệu hóa tất cả những cái app bên thứ ba, và nó chỉ chạy những cái app hệ thống thôi. Thì các bạn thấy là những cái ứng dụng bên thứ ba nó sẽ bị mờ đi, nó bị màu xám này. Đó, có nghĩa là nó đã bị vô hiệu. Do đó thì cái màn hình khóa nếu mà các bạn cài từ app bên thứ ba thì nó cũng sẽ bị vô hiệu luôn. Đó, chúng ta có thể vào trực tiếp bên trong. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành tìm đến cái app màn hình khóa và chúng ta sẽ xóa đi. Đây chính là cái app này. Mình sẽ gỡ cài đặt này. Ok. Đó, như vậy là xong. Thì bây giờ để thoát khỏi chế độ này thì chúng ta sẽ tiến hành khởi động lại máy thôi. Ở bên này cũng vậy nhé, các bạn muốn thoát chế độ Safe Mode thì chúng ta khởi động lại máy thôi. Rồi, như các bạn thấy thì sau khi khởi động xong, đây mình sẽ tắt màn hình cho các bạn xem nhé. Đó, cái khóa màn hình chúng ta cài được ứng dụng bên thứ ba nó đã bị xóa đi. Đó, thì qua video này các bạn thấy là những cái ứng dụng khóa màn hình mà khi chúng ta cài từ ứng dụng bên thứ ba vào á, thì thực sự là nó sẽ không được bảo mật tốt cho lắm. Do đó chúng ta là nên sử dụng cái khóa màn hình mặc định ở trong máy nhé. Các bạn đừng cài thêm những cái app bên thứ ba vào làm gì. Ok, như vậy thì ngày hôm nay mình cũng đã hướng dẫn xong. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì hãy nhấn like và nhớ nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại các bạn.